Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Võ Hạ Trâm khoe khung ảnh chồng Ấn Độ thích thú khi được bế bạn sao. Ông xã người Ấn Độ của nữ ca sĩ rất hạnh phúc khi ở độ tuổi đã khá chững chạc, mới được lên chức phụ huynh và giờ có thêm công chúa với gương mặt y hệt ba. Thời điểm này, những bài đăng của Võ Hạ Trâm trên mạng xã hội đều xoay quanh chủ đề mẹ bỉm sữa, cũng như khoe khoảnh khắc đáng yêu của cô con gái vừa chào đời. Đây là lần đầu tiên cả nữ ca sĩ và ông xã được lên chức phụ huynh, nên hai vợ chồng cực hạnh phúc. Cô tiết lộ trong Ấn Độ rất mê mẩn con gái, thường bế bé muôn với biểu cảm hào hứng. Từ lúc hay tin vợ mang thai, anh Vikas ngỡ ngàng và cứ nghĩ rằng bà xã đùa. Trong suốt quá trình vợ Hạ Trâm có bầu bé muôn, chồng là người cận kề và chăm sóc vợ. Đôi khi tính tình cô thay đổi, cảm xúc cũng thất thường, nhưng ông xã không phàn nàn mà rất cảm thông. Ông xã Ấn Độ theo chân vợ Hạ Trâm từ lúc vào bệnh viện sinh con, ở lại vài ngày để theo dõi sức khỏe. Vikas đã được hướng dẫn phương pháp kề da với bé và từ đó đến nay anh rất thích được bé bé muôn vào lòng. Nữ ca sĩ cho hay, người cha thích ôm con lắm, riết rồi bắt ôm hoài luôn. Muôn lúc 3 tuần tuổi cũng đã được ba bé cho xem tivi, gương mặt và ánh mắt của em bé còn nhỏ nhưng đã biết nhận diện xung quanh. Diện mạo nữ ca sĩ sau một tháng làm mẹ bỉm, cô đã giảm hơn 10kg sau khi sinh nở. Bí quyết giữ dáng nụt nà của Võ Hạ Trâm. Không chỉ sở hữu giọng hát cao vút đầy nội lực, Võ Hạ Trâm còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn bên chồng Ấn Độ và sắc vóc nụt nà khi bước sang tuổi 31. Trải qua 13 năm ăn chay trường, nữ ca sĩ cho biết cô ít bệnh vặt, tinh thần thoải mái và giữ dáng khá tốt. Võ Hạ Trâm tâm sự, nhiều người từng lo lắng cho cô do khối lượng công việc lớn, liên tục chạy show. E việc ăn chay không cung cấp đủ chất dinh dưỡng để hoạt động liên tục. Tuy nhiên sau khi tham gia khóa học về dinh dưỡng, nữ ca sĩ khá tự tin. Cô còn tự mình xây dựng thực đơn ăn uống sao cho khoa học nhất, để vừa có thể cung cấp đầy đủ năng lượng nhưng vẫn giữ được sắc vóc. Nữ ca sĩ chia sẻ cô chủ yếu ăn thiên về dạng hấp và luộc, hạn chế tối đa các món chiên xào và quan tâm đến việc phân bổ nhóm chất. Ví dụ như trong một bữa ăn, cô chỉ ăn khoảng 40% tinh bột, kết hợp thêm đủ các nhóm chất đạm, béo, đường, bột. Bình thường, Võ Hạ Trâm thường ăn sáng lúc 7 đến 8 giờ sáng, trưa từ 1 đến 2 giờ và chiều tối thì dao động khoảng 6 đến 7 giờ. Ngoài ba cử chính thì cô cũng ăn thêm hai cử phụ lúc 11 giờ và 16 giờ. Việc chia nhỏ nhiều bữa giúp cô nạp năng lượng và cũng hạn chế ăn nhiều thức ăn trong cùng một lúc. Thay vì uống nước ngọt hay các nước có cồn, Võ Hạ Trâm ưu tiên dùng nước lọc với lượng nước nạp vào cơ thể khá lớn mỗi ngày. Ngay cả ăn trái cây, cô nàng cũng rất cẩn thận chọn lựa những trái như có nhiều vitamin C như cam, quýt, chuối và táo. Nữ ca sĩ cho biết nhờ duy trì thói quen tốt này trong khoảng 2-3 năm qua nên cô không gặp nhiều khó khăn trong việc giữ gìn vóc dáng. Bên cạnh ăn uống khoa học thì một biện pháp hiệu quả giúp Võ Hạ Trâm giữ dáng không đâu khác là tăng cường tập luyện thể dục thể thao. Nữ ca sĩ cho biết mỗi ngày đều dành 1 đến 2 tiếng tập thể dục tùy theo sức và các bài tập nặng nhẹ khác nhau. Cô cũng khuyên chị em, ngoài chú trọng việc giữ gìn sắc vóc thì cũng nên lưu tâm đến việc chăm sóc da, tuân thủ các bước chăm dưỡng cơ bản. Võ Hạ Trâm thường dưỡng da 2 lần mỗi ngày, vào buổi sáng và tối, chú ý thoa kem chống nắng khi ra đường, đồng thời không quên tẩy tế bào chết và đắp mặt nạ mỗi tuần từ 1 đến 2 lần. Đặc biệt, nữ ca sĩ rất cẩn trọng trong việc làm sạch da, luôn tẩy trang và rửa mặt thật sạch trước khi đi ngủ. Võ Hạ Trâm tâm sự việc chú trọng chăm sóc sắc đẹp không chỉ giúp phụ nữ tự tin hơn trong công việc mà còn ở cả cuộc sống thường nhật. Bởi mỗi khi bản thân xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, sẽ dễ tạo thiện cảm với người đối diện và cũng góp phần giữ gìn hạnh phúc gia đình. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.